Em Yến và nghệ sĩ Quang Tèo đang đi công tác ở Thanh Hóa. Ở đây là Quảng Hưng, Thanh Hóa. Đấy, được xếp đi đóng họ. Lần nào về Thanh Hóa công tác cũng phải vào đây mua cái điếu, mà ở nhà mấy trăm cái điếu rồi, hút không hết, để nứt hết ra vẫn cứ mua, kiểu đam mê. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy đây cái xưởng sản xuất điếu này, rất là nhiều những cái loại điếu khác nhau. Đấy, xem nghệ sĩ chọn cái nào. Khủng hoảng này. Vừa to vừa dài vừa cong có khớp mà lại còn bịt đồng. Điếu nó phải ra điếu. Nhìn trông như con bọ cạp. Không được hút thử, không tiếng hút thử cho mọi người nghe cái tiếng kêu của nó. Đấy. Điếu này đẹp. Đâu xem này cái nào đấy? Cái này. Cái này à? Ở đây thì có rất nhiều loại điếu, dao động từ mấy trăm nghìn đến mười mấy triệu cũng có. Đấy, xong có bây giờ có những cái loại rất là tiện. Xếp lấy cái cây xem này. Rút được ra dài hơn đúng không? Hiện tại nhà cái dao nó chỉ có 3 mấy triệu mà. 3 mấy triệu của sếp nó là hàng thửa rồi, ở đây có đâu. Ở đây đắt nhất cũng có mấy triệu thôi. Em vừa hỏi bảo là đắt nhất là có khoảng hơn chục triệu. Ở chỗ này thì thế thôi. Nhưng mà trước là mình có mê một cái điếu quá thì mình mua lại ra là... Hơn 30 triệu. Ăn chơi đấy. Đây là cái thứ này là chưa đưa cho được vào. Còn cái dòng nó đây này. Đây là rút này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Bây giờ có rất là nhiều những loại điếu. Rồng rắn này. Chạm, rồng phượng, mạ vàng. Chưa có ruột ở đây. Rút rồi đấy. Rút rồi đấy. Rút ra có là rồng rắn này. Rút để đam mê lắm. Nó đỡ nóng. Lần nào về Thanh Hóa cũng đi mua điếu. Đây là địa chỉ của nó là rất tin dùng. Nói chung Tèo là tốn hơi bị nhiều học phí đây. Đóng họ hơi nhiều. Đóng họ rất nhiều. Đấy. Cái hộp đồng ở đứng thế nào đây? Hộp này đứng thế nào thế? À, hay quá. Nhà. Nó cũng là nhỏ, thì nó ít thôi. Đây, bên này rất là nhiều các loại điếu khác nhau nữa này. Chảo, trổ, rất là đẹp. Đây, thân em thì thân nhà Trúc họ nhà Tre, rốn lồi, chân xoạc, miệng tròn xoe. Em cười sẵn sặc cũng khó nghe, nhưng khi em hót để vang lên lanh lảnh. Anh yêu em hơn cả người yêu, sáng trưa chiều bên em ân ái, vừa ngủ dậy hôn em liền hai cái, miệng em tròn bút chặt lấy môi anh. Rồi, trả tiền đấy để đi về. Ở đây có nhà nào vợ chồng thi thoảng lục đục cãi nhau không ạ? Nhiều người thì cứ hay đổ do phong thủy, do không hợp mệnh, hợp số các kiểu này nọ. Úi dồi. Nhưng mà theo cá nhân tôi ấy, thì là do con vợ nó làm nhiều quá, nó vất quá nên hạnh hoẹ đâm ra cãi nhau chứ có gì đâu. Những lúc như thế thì anh em đè ra, nhún nhảy cho tôi đôi ba chục phút là phong thủy nhà cửa nó lại đâu ở đấy ngay. Chính ra cái cao xìn A Quang và kẹo chén nhất dạng của dao này ấy, lại là bùa tình yêu, trấn yểm sư tử cá chứ đùa đâu. Những anh em nào mà cần kéo dài thời gian chuyện đó lên đến 30-45 phút hoặc một đêm 2-3 hiệp không mệt vẫn thòm thèm thì quất bộ đôi hoàn hảo này nhá, anh em nhá.